Cô gái đang bị bắt nạt này là người của gia tộc Angel, một trong ba gia đình đại quý tộc của vương quốc. Tên của cô là Melisa, tuy là người của hoàng tộc nhưng cô lại éo thể sử dụng mana. Ở thế giới này, người không thể sử dụng mana như cô thì không khác gì ở đáy xã hội. Mana là năng lượng cung cấp cho họ cơ thể những khả năng đặc biệt vượt lên trên giới hạn của con người. Nó chỉ được ban cho những người có dòng dõi cao quý. Vì không thể sử dụng mana, cô luôn là đối tượng bị bạn bè bắt nạt và biến thành trò cười cho bọn họ như bây giờ. Kufa, một thành viên ưu tú của quân đoàn Crest, được cử tới để kích hoạt khả năng của Melisa hoặc không sẽ trừ khử nếu cô thực sự không thể sử dụng mana. Kufa sẽ đồng hành cùng với Melisa với tư cách là một gia sư trong thời gian tới. Đêm xuống, Melisa lúc này đang bị một đám quái vật truy đuổi. Kufa phát hiện cô không có ở trong phòng nên đã ra ngoài đi tìm. Trực giác của một sát thủ giúp anh nhanh chóng tìm đến chỗ đám quái vật. Kufa nhận ra chúng là do lãnh chúa Modru phái tới dùng nguy hiểm để tạo sức ép cho Melisa thức tỉnh mana. Bị tấn công nhưng cô không hề kêu cứu. Chỉ cần kêu lên lập tức sẽ có lính canh tới giải cứu. Tuy nhiên nếu cô làm vậy chẳng khác nào thừa nhận mình không có năng lực. Nghĩ rồi, Kufa lao tới giải cứu. Nhận thấy tinh thần của Melisa, anh gạt bỏ ý định trừ khử, quyết định giúp đỡ bảo vệ cô đến một ngày năng lực được cả thế giới thừa nhận, dù có phải đánh đổi cả tính mạng. Nói rồi Kufa lấy ra một lọ chất lỏng, uống nó rồi trao cho Melisa qua một nụ hôn. Cô ngã về phía sau, cơ thể như đang vỡ vụn chìm dần vào làn nước. Lọ thuốc vừa rồi giúp cô có được khả năng sử dụng mana, tuy nhiên Kufa vẫn cần kiểm tra lại những điểm bất thường trên người Melisa. May mắn là không có điều gì nguy hiểm xảy ra. Còn một tuần nữa học viện sẽ diễn ra vòng đấu giữa các nhóm học viên. Kufa nhắc Melisa chưa vội thể hiện năng lực với người khác, hãy để dành tới đại hội làm mọi người bất ngờ. Đang nói chuyện thì họ phát hiện có người bám theo, đó là Elise, em họ của Melisa cùng với Rossetti, gia sư của cô ấy. Khi mới chuyển tới đây, Kufa đã vô tình gặp và giúp đỡ Rossetti lúc mới xuống tàu Ninko, rất vui khi gặp lại Kufa. Cuối cùng ngày ấy cũng đến đại hội được tổ chức, thu hút rất nhiều người tới, cả cha của cô cũng tham dự đại hội. Điều này đã làm Melisa hơi run. Mấy người bạn hay bắt nạt ở lớp lại tìm đến châm chọc, nói rằng sẽ dìm cô xuống đài xã hội. Kufa chạy đến bảo vệ Melisa, tuy nhiên lại bị Nova mắng cho không ra gì. Nghe vậy, Melisa vùng lên gạt phăng cô bạn bắt nạt sang một bên, không để ai nói xấu thầy của mình nữa. Sự tự tin trong Melisa bùng lên, cô còn nói sẽ đánh bại bọn họ ở cuộc đấu. Nova nghe vậy thì cười khẩy rồi bỏ đi. Cuộc chiến sắp bắt đầu, dự kiến trên khán đài còn có cả lãnh chúa Modru, ông của Melisa. Dựa vào kết quả của Melisa, có thể cả cô và thầy của mình sẽ bị trừ khử. Cuộc chiến đã bắt đầu, Nova khinh địch nên đã chủ quan lao tới Melisa không chút phòng bị và ăn ngay một chém. Cô ta nghĩ rằng chỉ là do quá chủ quan chứ Melisa hoàn toàn không phải là đối thủ của mình, nhưng rồi lại một lần nữa thất bại, cơ thể bị bắn về phía sau đập thẳng vào bức tường. Quá tức giận, Nova hét lớn lao lên trời rồi bổ súng, dường như cô đã dồn hết sức mạnh vào đợt tấn công này. Nova nghĩ rằng đợt tấn công vừa rồi là quá đủ với Melisa rồi nên tiến lại gần chuẩn bị tung đòn kết liễu thì bị dí kiếm vào cổ rồi nhận đợt phản công từ Melisa. Khởi đòn tấn công cuối cùng, Melisa nhảy lên chém xuống Nova, tuy nhiên lưỡi kiếm lại bị văng ra dù Nova không hề phản đòn. Nguy rồi, có vẻ như mana của cô đã cạn kiệt, Melisa chỉ còn nước tháo chạy, Nova tức tốc đuổi theo sau. Ngay lúc chuẩn bị trúng đòn kết liễu, Melisa đã sử dụng ảnh kiếm phong nha chém bay Nova trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nhất là Kufa. Chiêu thức ảnh kiếm này anh mới chỉ sử dụng đúng một lần vậy mà cô đã học được nó. Nhờ sự hỗ trợ của những người đồng đội, Melisa đã chiếm lấy cây quyền trượng của Nova rồi kết liễu trận đấu. Kết thúc trận đấu, Kufa nhấc bổng Melisa lên như một đứa bé chúc mừng cô đã chiến thắng. Đúng lúc này cha cô đi qua, ông không hề chúc mừng, chỉ nói cô đừng quá vội mừng, hãy chứng tỏ bản thân khi đánh bại học viên tới từ các nơi khác rồi bỏ đi. Melisa thoáng có chút buồn, tuy nhiên tới khi nhận lại được cuốn sách trả lại từ Nova và lời xin lỗi ngại ngùng của cô, Melisa đã vui vẻ trở lại. Trận đấu kế tiếp sẽ sớm diễn ra, đối thủ của cô lần này sẽ là Elise, em gái của cô. Trước đó đã có một màn trình diễn vô cùng tráng lệ. Người hầu gái của cô muốn cô đánh bại Melisa để có thể trở thành người thừa kế của gia tộc. Một nhóm người lạ mặt đã bắt cóc Melisa và Elise, sức mạnh của họ bị phong ấn bởi đống rẻ trên tay. Tên đầu bờ rẻ rách này vốn là con người được cấy thành phần của Lancanthrope để đối đầu với những người sử dụng mana. Tổ chức của hắn được gọi là Grim Fist. Màn trình diễn ấn tượng của Melisa và Elise hôm trước đã làm chúng chú ý và bắt cóc hai người. Elise lúc này đã tỉnh, nhìn thấy quái vật thì vô cùng sợ hãi. Melisa lấy búa gõ mạnh vào bộ xương khủng long để gây tiếng động cho mọi người xung quanh đến cứu, tuy nhiên nơi này đã được canh gác cẩn thận nên sẽ không có ai tới được. Bộ xương đổ sập xuống, Melisa chạy tới kéo Elise đi trong khi hai con quái vật bị đè bẹp. Hai người bị dồn vào đường cùng, không sử dụng được mana thì biết lấy gì chống lại đây. Hai tên quấn rẻ đã đuổi tới nơi và tóm lấy Elise. Nhờ có chiếc váy và vương miện làm từ hỏa điểu của Elise, Melisa đã đánh bại hai tên rẻ rách rồi chạy về phía lối thoát, tuy nhiên không may lại bị bắt được. Nhận thấy điểm bất thường ở mắt hai người, tên đầu bờ quấn rẻ muốn giết hai người để tránh nguy hại trong tương lai. Đúng lúc này thì cánh cửa đột nhiên vỡ tung, cùng với đó là sự xuất hiện của Kufa và Rossetti. Rất nhanh chóng mũ rẻ rách bị hạ gục, tuy nhiên tên đầu bờ quấn rẻ mạnh nhất đã chạy thoát. Kufa nhanh chóng đuổi kịp nhưng hắn đã lấy ra một mớ bầy nhầy rồi cắm ống tiêm vào.
Ngay lập tức nó biến thành một con quái vật khổng lồ rồi cùng tên quấn rẻ tấn công Kufa. Tay cậu bị trói lại không thể sử dụng mana, sau đó dính một đòn của quái vật làm mất một cánh tay, tuy nhiên nó cũng đã bị hạ gục. Không mất nhiều thời gian, con quái vật lại tái sinh, nó đã được tối ưu hóa để không thể bị con người đánh bại. Nó lao tới cắn Kufa nhưng không những không cắn được mà cơ thể lại phát nổ. Kufa đã đột phá sức mạnh, lúc này cậu không còn là con người nữa mà đã biến thành ma cà rồng. Cậu nhặt lấy cánh tay gắn nó về vị trí đầu như chưa có gì xảy ra. Tên quấn rẻ kia cũng hết sức bất ngờ khi biết Kufa không phải con người. Giống như hắn, Kufa cũng chỉ có một nửa là con người. Cậu tha mạng cho hắn rồi bỏ đi. Một cuộc thi đấu giữa các học viện lại chuẩn bị diễn ra. Bốn cô gái từ một học viện danh tiếng khác di chuyển tới cung điện thủy tinh để tham gia cuộc chiến. Thật bất ngờ khi hai người được chọn lại là Melissa và Alice. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy tên hai người hiện trên bảng vàng. Họ sẽ phải chọn thêm hai đồng minh đồng hành trong trận chiến. Đang loay hoay chưa biết chọn ai thì Nova cùng một cô bạn nữa đã giơ tay xin tham chiến. Thử thách sẽ là một trận đấu sinh tử giữa các thành viên mỗi nhóm ngay tại cung điện thủy tinh. Mỗi người sẽ đeo một chiếc huy hiệu hình bông hoa, ai cướp được của đối thủ sẽ là người chiến thắng. Họ sẽ có vài ngày huấn luyện trước khi trận chiến diễn ra. Melissa vẫn chưa hiểu tại sao mình và Alice lại được chọn. Trong lúc đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, một cô gái từ đội đối thủ đã đến thăm Melissa, nói rằng nếu muốn trở thành người thừa kế của gia tộc thì phải giành được chiến thắng từ tay Alice. Đang mải suy nghĩ thì cô gái kia đã hóa thành một cơn gió biến đi mất. Đêm đến, Kufa cùng mọi người đã bắt được bà hầu gái của Alice lén đi tiêu hủy chứng cứ. Chính bà ta là người đã tráo tấm biển để hai người được chọn là Melissa và Alice. Bà ta muốn làm vậy để hai người chống lại nhau, không muốn tiểu thư của mình ngang hàng với Melissa. Alice biết được chuyện này thì rất buồn. Đêm đó, Kufa phát hiện có dấu hiệu khác lạ nên đã ra ngoài tìm kiếm. Quả đúng như cậu nghĩ, người của Bạch Dạ nghi ngờ lòng trung thành của Kufa nên đã tìm tới muốn lấy máu Melissa để kiểm tra, tuy nhiên anh không đồng ý nên tranh cãi đã nổ ra. Rossetti dẫn người tới vì thông báo phát hiện kẻ lạ mặt, không muốn phát hiện Black Maria đã bỏ đi. Trong khi đó, Alice đã tới tìm Melissa bàn kế hoạch cô sẽ giả vờ thua cuộc trong trận chiến tới. Kufa và Rossetti đến xin hoãn cuộc thi đấu lại bất chấp gian lận đã xảy ra cũng như sự nguy hiểm của sát thủ Black Maria, cuộc đấu vẫn sẽ được diễn ra như đã định trước. Nhận thấy hai chị em Angel dường như có gì đó sai sai, Kufa hỏi Melissa và biết được chuyện Alice sẽ cố tình thua trong trận đấu tới. Cuộc chiến đã bắt đầu, các học viên được chia làm 3 nhóm 3 người giao chiến với nhau. Kufa lúc này bắt đầu di chuyển quanh cung điện tìm kiếm sát thủ, thậm chí còn suýt nhầm tiểu thư Lamor là do Black Maria biến thành. Ả ta lúc này đã đánh ngất và hóa trang thành Nova truy đuổi hai chị em Angel bên trong cung điện. Melissa bảo vệ em gái của mình nhưng không đủ sức mạnh chống lại Black Maria. Hai bức tượng cảnh vệ ngăn kẻ giả mạo lại, tuy nhiên cũng bị ả ta giải quyết gọn. Tuy nhiên xử lý xong hai cảnh vệ thì người bên ngoài có thể vào được bên trong cung điện. Kufa và Rossetti cũng đã còn là đối thủ của Kufa nữa. Bộ mặt thật và mana của ả đều đã bị vạch trần. Kufa đưa cho cô một bức thư nói là báo cáo giao cho một người được gọi là cha. Cuối cùng dựa vào màn thể hiện ở cuộc thi và số phiếu bầu của học viên đã chọn ra người chiến thắng là Keira Espada. Vụ việc Black Maria đã bị giấu đi, tuy nhiên vẫn còn một số nghi ngờ về bà hầu gái của Alice, chắc chắn có người giật dây đằng sau những hành động của bà ta. Đêm hôm đó đã diễn ra một buổi tiệc chia tay nhỏ giữa các học viên. Giữa lúc mọi người đang kể chuyện về một mụ phù thủy chuyên đi moi tim người khác thì đột nhiên nến bị thổi tắt và rồi một phù thủy xuất hiện, không biết bằng cách nào mà bà ta vào được đây. Tất cả mọi người bỏ chạy trong hoảng loạn. Nhóm của Melissa chạy theo đường cống thoát nước, cứ nghĩ mình đã không bị truy đuổi nữa rồi thì chợt nhận ra họ đã dẫm phải thứ gì đó nên lại tiếp tục bỏ chạy. Nến vụt tắt, phù thủy lại xuất hiện, có vẻ như những học viên chặn đường đều đã bị bà ta đã đánh bại. Melissa tung ảnh kiếm nhưng phù thủy chỉ cần một tay đã chặn được. Biết gặp kèo khó nên họ lại tiếp tục bỏ chạy, cuối cùng cũng gặp được Kufa nhưng máu chảy nơi ngực áo, trái tim của cậu đã bị moi lại, dọa các tiểu thư chết khiếp. Hóa ra tất cả đều là trò do Rossetti bày ra. Cô biết được về buổi tiệc chia tay nên đã bàn với Kufa dựng chuyện dọa mọi người. Ngày hôm sau, cha của Rossetti, lãnh chúa Bryce Sikes, đã có mặt tại học viện với tư cách là người chỉ dẫn cho chuyến huấn luyện lần này. Nhân dịp này, ngài dự định tổ chức luôn tiệc cưới cho con gái mình, tuy nhiên do chưa muốn lấy chồng nên cô đã nhờ Kufa giả làm bạn trai của mình. Melissa thấy cô quá thân thiết với Kufa thì vô cùng bực bội. Khi mới trông thấy Kufa, lãnh chúa Bryce Sikes đã tỏ ra hơi hoảng sợ vì cậu trông giống một người quen của ông đã mất trong một vụ thảm sát cách đây 7-8 năm. Kufa nghe vậy thì thái độ có vẻ không ổn, cậu nói người không được khỏe rồi xin phép vắng mặt ở buổi huấn luyện. Trong buổi huấn luyện, một học viên đã bị bất tỉnh không rõ nguyên nhân. Lãnh chúa Bryce Sikes lấy ra một lọ chất lỏng đổ vào đống lửa. Năng lực của ông là truy tìm nguồn gốc mana kẻ địch như một thám tử. Kết quả cho thấy mana của hung thủ có màu lam, là đàn ông trong độ tuổi trưởng thành. Mọi nghi ngờ đổ dồn về Kufa. Nhóm lên tàu di chuyển tới địa điểm huấn luyện, một thị trấn trong lòng đất của lãnh chúa Bryce Sikes. Nơi đây đang bị một dịch bệnh lạ hoành hành, biến người nhiễm thành những con quái vật chỉ biết giết chóc. Bệnh nhân nhiễm bệnh sẽ bị ra lệnh hành quyết, ngay lập tức mọi người đều tỏ ra bất mãn với cách giải quyết của lãnh chúa. Lại một vụ tấn công nữa bởi tên hung thủ Lam Hỏa, rất nhiều nạn nhân đã bị hắn hút hết sinh khí. Melissa đã không thấy Kufa từ khi ngủ dậy.
lãnh chúa Bryce Hickett không còn nghi ngờ gì nữa cho rằng mọi chuyện đều là do Kufa gây nên lệnh truy bắt Kufa được đưa ra. Melissa không muốn tin vào chuyện này nên đã tách nhóm học viên để đi điều tra một mình. Giảng viên Lã Quế đã phát hiện ra và hứa sẽ giúp cô tìm ra chân tướng sự việc nhưng trước tiên phải cải trang thành học viên để tránh nghi ngờ cái đã. Nhờ vào thông tin hỏi được từ một bà bán hoa học tìm đến những nơi bí ẩn ở thị trấn này bao gồm rừng xoáy nước, hang không trọng lực và đặc biệt nhất là ngôi nhà vặn vẹo. Họ sẽ tìm đến nó đầu tiên, đây là nơi bị ngăn cấm không ai được phép lui tới. Hai người đi vào bên trong và phát hiện một cầu thang dẫn xuống bên dưới sàn nhà. Cầu thang dẫn tới một hầm ngục chứa đầy xác chết của người dân trong thị trấn. Họ là sản phẩm của những thí nghiệm thất bại, trong đó có cả người đàn ông mới bị hành quyết lúc sáng. Lãnh chúa Bryce Hickett bắt đầu khá là đáng ngờ. Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu Melissa. Dường như cô biết được sắp có chuyện gì đó xảy ra nên lập tức rời khỏi căn hầm. Về đến thị trấn, một cuộc tấn công nữa lại mới xảy ra, nạn nhân lần này là Alice cùng Rossetti. Alice không bị thương, chỉ ngất đi thôi, nhưng Rossetti thì không được may mắn như vậy. Mọi người tìm đến bắt Melissa làm con tin để có thể dụ Kufa ra mặt. Một người bạn đã chặn cửa lại, Melissa mượn thanh kiếm của Alice rồi nhảy qua cửa sổ chạy thoát. Cô lại tiếp tục đi tới những khu vực mà lãnh chúa cấm người dân bén mảng tới. Tấm đá bị phá vỡ để lộ ra một cầu thang. Melissa đi theo cầu thang dẫn tới một căn phòng có ánh sáng hắt ra. Nơi đây toàn là ghi chép và sách về những nghiên cứu của lãnh chúa Bryce Hickett. Một giọng nói lại vang lên trong đầu Melissa và rồi Rossetti xuất hiện. Trông cô rất lạ, mắt lóe lên lam hỏa, răng nanh sắc nhọn, cô tiến về phía Melissa đòi máu. Kufa đột nhiên xuất hiện ngăn Rossetti lại, dường như cô đang bị thế lực nào đó điều khiển. Kufa bật trạng thái đột phá liên tục nói đạo lý làm Rossetti bỏ đi. Trông thấy diện mạo khác lạ của thầy, Melissa tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Kufa tính xóa ký ức về mình trong đầu cô đi vì thân phận của cậu rất khó chấp nhận, nhưng Melissa đã hôn Kufa kể cho cô nghe về thân phận của mình, cậu có một nửa là ma cà rồng. Cậu là sản phẩm trong một thí nghiệm của lãnh chúa Bryce Hickett hợp tác với một con quái vật. Cậu và Rossetti vốn là hai anh em, vì muốn cứu em gái Kufa đã biến cô thành ma cà rồng và rồi xóa đi ký ức đó của cô ấy. Giờ đây đang có những kẻ muốn khôi phục những ký ức ấy, vì vậy Rossetti mới trở nên điên loạn như bây giờ. Rossetti hiện giờ đang được cha tổ chức lễ cưới cùng với hôn phu của mình. Melissa tìm đến lấy cớ đánh ghen tranh giành Kufa để giao chiến với cô. Trong lúc tấn công, Melissa đã cố tình bắn trúng lãnh chúa Bryce Hickett. Những con nhện rơi ra từ vết bỏng trên cơ thể lãnh chúa hiện nguyên hình là một tên Lancanthrope, kẻ đứng sau những cuộc tấn công và đổ cho Kufa cũng là một tay hắn gây nên. Hắn là na quả chúa nhện, kẻ khi xưa đã từng hợp tác với lãnh chúa Bryce Hickett. Tất cả những vụ tấn công đều do hắn bắt Rossetti thực hiện, cho đến khi cô không nghe lời hắn tấn công Alice thì đã bị hắn ra tay. Kufa hóa ma cà rồng chạy tới ứng cứu Rossetti. Chúa nhện bị thổi bay vào dãy đá không trọng lực nên không thể di chuyển, rồi ăn một đấm của Kufa, cơ thể cắm vào một cái cọc đá rồi dần vỡ tung ra. Những mảnh vụn cơ thể biến thành đàn nhện con rồi thu lại. Hắn vẫn chưa bị tiêu diệt, đang tìm đường trốn thoát thì bị nhóm học viên chặn lại, tiêu diệt hết từng mảnh rồi tiễn về với cát bụi. Rossetti lúc này đã nhớ ra mọi chuyện, cô muốn sống cùng anh trai mình nhưng Kufa nói sẽ phong ấn ký ức của cô thêm một lần nữa để cô có thể sống một cuộc sống bình thường. Lãnh chúa Bryce Hickett thật được phát hiện đang ở trong một căn hầm bí mật, bên cạnh ông là người vợ bị biến đổi thành Lancanthrope. Vì muốn cứu bà mà ông đã chấp nhận hợp tác với chúa nhện, Kufa lấy ra một lọ thuốc đổ vào miệng bà. Người phụ nữ tỉnh lại rồi ngã vào vòng tay của người chồng. Chuyến đi kết thúc, mọi người lên tàu trở về học viện. Lúc này đang có một nhóm người cảm thấy không vui vì năng lực của Melissa nên đã bàn nhau bày ra một kế hoạch để vạch trần cô. Sáng hôm sau, một kẻ giấu mặt tự xưng là cha của Melissa đã tìm tới học viện. Hắn cố gắng đến gần cô, tuy nhiên trước sự ngăn cản của Kufa, hắn đành phải rút lui. Điều này đã dấy lên trong mọi người những nghi ngờ về thân phận thực sự của Melissa. Mong muốn dẹp tan dư luận, Kufa đã đề nghị Melissa tham gia cuộc thi Vibria Ward sắp diễn ra và vượt qua nó. Vibria Ward là một thư viện được bảo vệ bởi các hồn ma lang thang đã từng làm việc ở đó, học viên phải. Trước khi hết thời gian, thang máy còn chưa dùng hết, họ đã bị tấn công. Melissa cùng với Alice bị tách khỏi nhóm và chạm trán với hồn ma bảo vệ tầng sách. Cô nhớ lại những gì đã học được từ Kufa rồi cùng Alice dễ dàng tiêu diệt hồn ma, tuy nhiên kiếm của họ đã bị mẻ chỉ sau trận chiến đầu tiên. Còn đang hoang mang thì hồn ma tiếp theo đã xuất hiện. Không những một mà là những 10 hồn ma cùng một lúc bao vây hai chị em. Một cơn gió nổi lên đánh tan toàn bộ đám hồn ma, cùng với đó là sự xuất hiện của Moon và Sa Lạc Hà, họ đã quen nhau trong chuyến thi đấu giữa các học viện. Trong lúc mọi người đang ở thư viện, cha của Melissa đã tới, ông muốn đón Melissa về trước những tin đồn thất thiệt về con gái mình. Hiệu trưởng đã dẫn học viên xuống thư viện nên Kufa đã thay mặt tiếp đón ông. Cậu xin ông hãy chờ đợi Melissa phát triển thêm một năm nữa, tuy nhiên không được chấp thuận. Đúng lúc này một lá thư được gửi tới nó đến từ hội Grimfire nhắm vào thư viện những tiểu thư đang gặp nguy hiểm. Kufa quyết định một mình đi vào thư viện bảo vệ mọi người. Thử thách đầu tiên của họ sẽ là sắp xếp lại đống sách bừa bộn này. Chúng là do những con quỷ lùn phá sách này gây nên, họ sẽ phải vừa diệt quỷ vừa xếp lại những cuốn sách vào đúng vị trí cần được giải mã. Xử lý xong đống bừa bộn có 4 quyển sách trên kệ, lóe lên đó là chứng chỉ vượt qua kỳ thi của nhóm.
Vẫn còn thời gian nên họ phải nhanh chóng trở về trước khi cuộc thi kết thúc. Hội Grimfire đã bắt đầu hành động. Một lão già râu trắng tên Crodon với khả năng gọi hồn đã tấn công hiệu trưởng cùng nhóm học viên. Hiệu trưởng vì bảo vệ học viên đã không may bị đâm một nhát, sau đó bị bao vây bởi đám Lycanthrope. Rất may Kufa đã xuất hiện đúng lúc giải vây cho bà, sau đó kết liễu Crodon. Crodon lúc này đã hóa thành cốt vương với tuyệt kỹ loại bỏ xác thịt tự hồi sinh chính mình. Đúng lúc này thì tên quấn rẻ lạ xuất hiện dùng những giải băng bảo vệ mọi người, sau đó tiêu diệt Crodon. William thông báo tất cả chỉ là cái bẫy để dụ Kufa rời xa học viện. Thứ mà kẻ thù nhắm tới không chỉ có thư viện mà là toàn bộ học viện. Rossetti cùng nhóm học viên còn lại đang chiến đấu với chúng bảo vệ học viện. William lại nói điều này cho Kufa với mong muốn biết được về nghiên cứu biến Lycanthrope trở lại thành con người, đổi lại hắn sẽ làm gián điệp cho học viện. Quay trở lại với Melissa, Moon đã lộ bản chất là người muốn lật đổ Melissa. Cô cướp lấy cuốn sách ghi rõ thân phận lớp Samurai của Melissa. Moon bị bắt lại, tuy nhiên chỉ với một câu thần chú, quyển sách mở ra tạo một kết giới bằng những trang sách bao vây lấy hai người, sau đó dịch chuyển họ tới một thế giới khác. Trong nó không khác gì một phiên tòa xét xử. Tất cả mọi người ở đây đều nghi ngờ Melissa đã lừa dối họ suốt mười mấy năm qua về thân phận của mình, trong đó có cả bà hầu gái của Elise. Họ thắc mắc tại sao đến 13 tuổi năng lực mana của cô lại thức tỉnh đột ngột như vậy. Melissa không thể nào giải thích được. Những lời phán xét liên tục trút xuống bất lực, cô chỉ còn biết hét lên. Đám đông đã ngừng lại nghe cô nói, tuy nhiên vẫn phải chứng minh cho họ thấy Melissa thực sự xứng đáng với dòng họ Angel bằng cách chiến đấu với Sa Lạc Hà. Elise ném cho cô một thanh kiếm. Với lợi thế trên cao, Sa Lạc Hà ban đầu tỏ ra hoàn toàn áp đảo so với Melissa. Cô chỉ biết trốn chạy trước từng đợt tấn công. Đám đông thấy vậy thì rất hả hê, tuy nhiên vào thời khắc Sa Lạc Hà lao xuống tấn công, Melissa đã đánh vào chân làm Sa Lạc Hà ngã xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Kết quả đã rõ, những nghi ngờ đã dần biến mất. Thẩm phán lúc này mới gõ bố một cái. Từ trong túi áo Sa Lạc Hà rơi ra một chiếc bút máy. Những giọt mực của chiếc bút bắt đầu lan ra rồi tấn công mọi thứ xung quanh. Bốn cô gái giúp mọi người sơ tán hết khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng họ chưa kịp rời đi thì cánh cửa đã đóng sập lại. Tên tự nhận là cha của Melissa xuất hiện, chiếc bút máy vừa rồi là của hắn ta. Mực từ chiếc bút có khả năng ăn mòn. Hắn tiếp tục vẩy mực về phía Melissa nhưng đột nhiên Kufa xuất hiện và chặn lại nó. Kufa đỡ Melissa dậy rồi hai người song kiếm hợp bích đánh bại tên giấu mặt. Cuối cùng năng lực của Melissa cũng đã được mọi người công nhận, không còn những nghi ngờ về thân phận của cô nữa. Cha của cô trước khi lên tàu cũng đã có những lời động viên khiến cô không cầm được nước mắt. Bộ phim đến đây là kết thúc. Để không bỏ lỡ các tập phim thú vị thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để có thông báo mới nhất nhé. Đừng quên để lại một like và một bình luận nha. Cảm ơn và tạm biệt mọi người nhé.